Bây giờ là em vừa rồi ấy thì là các anh em ở đây có kể cái chuyện tháng 2 của năm 79. Vâng. Và cái em thì thấy là ở đây thì thông tin về cái câu chuyện ở đây của bà con thì không có nhiều. Cái thông tin ở trên các sách báo, thông tin là không có nhiều. Nhưng Vâng. mà lại chỉ có một cái ảnh chụp một cái người con gái tày Vâng. tày nùng, Vâng. một người con gái dân tộc đang cầm súng và Cầm có một súng. cái dãy rất nhiều những cái thằng Tàu. Vâng. Đấy thì em có nhờ anh Hồ Tuấn là tìm giúp cho em xem đấy là ở nơi nào. Ở Và em đâu muốn gặp, hả? vâng em muốn gặp cái câu chuyện đấy. Thì anh Hồ Tuấn nói là đưa em đến tận nơi cái nơi mà đấy để nghe. Thì thực ra này em cũng phải chia sẻ để cho anh hiểu được cái tầm quan trọng của nó. Vâng. Câu chuyện mà em được nghe và em được tiếp cận ấy, thì là cái đoàn kia nó đi sang và nó bị lạc đường. Nó là một cái đại đội tinh nhuệ nhưng nó bị lạc đường do cái bản đồ sử dụng yếu, cho nên là nó đói và khát và nó tự nguyện họp chi bộ thống nhất là nó xin ra hàng. Đấy thì câu chuyện là em biết là như vậy, nhưng mà khi đến đây kể thì không phải là như thế. Đấy thì em cũng đã có nghe các anh em kể rồi mà ấy rồi. À, anh xịt lại đây anh cho cái đội hình nó đẹp tí, mình lên đây là hình ảnh là ghi lại đấy, ghi lại và rất là nhiều người xem. Thế nên Vâng. khi mình xem mình thấy mình xấu là mình lại buồn đúng không? Đấy, cho nên là phải phải chú ý hình ảnh của tí. Thì mục đích của cái đoàn em là muốn đưa câu chuyện của bà con mình ở đây đến với bà con trong nước cũng như là Vâng. người Việt ở nước ngoài để họ hiểu được rằng là mỗi cái thôn xóm làng bản của ta là một đơn vị anh hùng. Vâng, thưa quý Vâng. vị và các bạn, như vậy là câu chuyện toàn dân tham gia Vâng. kháng chiến để bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đến tận nơi và nghe thực tế từng người dân kể chuyện. Các bạn có thể thấy rằng là những người dân công dân của chúng ta nói tiếng Kinh còn chưa sõi, và các bạn cũng thấy rằng là cứ mỗi lần tôi đặt câu hỏi ra thì phải dịch lại, có nghĩa là nghe không tốt nhưng mà có thể phát âm và nói được tiếng Kinh rất tốt. Bây giờ thì tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một người mà tôi cho rằng chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái thông tin nó rõ nét hơn. Đó là bác Ma Văn Lê, một tự vệ, và chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của bác Lê. Vâng, Vâng. em xin mời bác ạ. Thế là trước khi tôi quay về cái địa phương này tham gia chiến đấu thì cũng vào lần thứ hai, tức là lần thứ hai của quân Trung Quốc nó vào địa phương này. Đấy, lần thứ nhất nó đã đi qua rồi, nhưng mà đến cái lần thứ hai thì bắt đầu được chiến đấu tại địa phương ở đây. Thì qua một cái thời gian chỉ trong vòng độ khoảng cũng gần một tháng thôi, một tháng thì ở đây ấy, thì là cũng là sau khi nó có cái lệnh rút từ ngày mùng 5 tháng 3 thì nó bắt đầu là có cái lệnh rút quân ấy, thì nó cũng lại tràn xuống đây, xuống cánh đồng, xuống xuống cánh đồng ở trên này ấy, từ những cái cao điểm lên nó tràn xuống đây. Tràn xuống đây thì lúc ấy thì ở đây cũng đã có hai có cái đơn vị quân đội rồi. Thế và cả cái dân quân địa phương nữa phối hợp cùng với nhau là lại chiến đấu tại đây trong vòng thời gian là mấy ngày ở đấy. Thế thì sau khi chiến đấu ở đây ấy, thì nó cũng chẳng còn cái đường nào mà chạy nữa, bởi vì là bị ở trong cái vòng vây của chúng ta hết rồi. Thế là nó mới bắt đầu tràn lên cái đỉnh núi, cái chỗ kia gọi là cái chỗ Ròng Nặm ấy. Thì tổng số lên bao nhiêu thì cũng không rõ, nhưng mà được ba hai ngày sau nó lên rồi ấy, thì là bắt đầu là được phát hiện là chúng ta bắt đầu là tiến hành là vây. Mà ở cái tổ chúng tôi lúc ấy thì tham gia kết hợp với cái đơn vị của quân đội nữa, thì tôi là người địa phương ở đây, thì chúng tôi là vào cái tổ trinh sát mà trực tiếp lại 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 trinh sát mà leo lên để leo lên cái ngọn núi kia ấy, để cùng phối hợp với cả quân đội nữa, thì là xem trinh sát xem tình hình nó như thế nào, địch ta như thế nào. Thế là cũng là phát hiện thực sự là bây giờ nó có một cái đội quân nằm ở trên đỉnh đấy. Thế thì mới phát hiện ra rồi ấy, thì lại lần là bắt đầu chúng ta lại vây vây được đến ngày thứ ba. Đến ngày thứ ba thì mới bắt đầu là có anh
anh Ma Vũ Lạc cũng đang đi làm về, đi tư là đi 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 được phân ra đi trinh sát xong là quay về đến buổi chiều 3 giờ này thì là bắt đầu dẫn dẫn lên, dẫn bộ đội lên, bởi vì cũng là người địa phương ở đây thì dẫn lên xong là mới lên đến đấy thì khả năng là cái sức lực của nó cũng không không còn sức nữa rồi, bởi vì là vừa là khát nước vừa là không có ăn thì bắt buộc là tức là ông cướp được một cái khẩu súng RPD ấy, xong là ông coi bắn luôn ở trên kia, nhưng mà ở trên kia là vâng, thế là bắt đầu hàng đấy, bắt đầu hàng là nó coi như là chỉ đường cho nó xuống luôn, xuống thì cái vụ ấy thì xuống hàng là 104 tên là vào buổi chiều gần tối đấy, tức là khoảng từ 3 giờ đến 5 6 giờ này thì là coi như là mình là làm cái thủ tục tất cả các thứ xong là bắt xong là cho lên xe trở về. Thế tổng cộng bắt trong cái đợt mà tham gia chiến đấu ở đây ấy, thì tù binh bắt tại Minh Tâm này ấy, là 135 tên chứ không phải là chẳng qua là ở bên kia thì 15 tên, ở coi như rải rác nữa là tổng cộng 135 đấy là tù hàng binh. Vâng, tù hàng binh, cái này là mình bắt được, được bắt sống. Thế sau này ấy thì đến chiều tối hôm ấy là trở về huyện luôn, không để đâu, tức là trở về huyện luôn, lúc ấy giải phóng rồi mà, thế là đường nó cũng thông rồi, thế là cho lên xe là đi luôn về huyện. Thế còn cái ảnh một cô nữ dân quân ấy, đang đứng gác cái hội cái bọn tù binh ở đấy ấy, thì là ở ngay cái hội trường của huyện. Lúc ấy giải ra ngoài kia rồi. Vâng, giải ra ngoài chứ kia. Chứ không phải ở trong này. Ở trong này lúc ấy thì là toàn là lúc ấy chưa có điện thoại thông minh để thôi, không có cái điện thoại đi đâu, toàn là đi bộ để mà nói chuyện với nhau thôi. Thế thì nếu mà có điện thoại như bây giờ ấy thì chắc chắn là có nhiều hình ảnh còn đẹp nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì chỉ bây giờ khéo vừa chiến đấu vừa quay vừa live stream. Còn mà đêm hôm mà nó lên ấy thì là cái tổ của bọn chúng tôi cũng là chốt ở ngay cái mỏm mà nó leo lên ấy. Đấy. Tức là chốt ở đấy luôn. Chốt ở đấy mà nó lên. Vâng, nhưng mà nó lên và vẫn phát hiện, vẫn biết rằng là lên đấy rồi đấy, nhưng mà bởi vì ở mạn là ở ngay cái bên này là có hai cái tổ hỏa lực, tức là của bộ đội. Tức là có hai cái khẩu súng cối 105 ấy là chặn cái đường đi vào lũng làng kia, thì coi như là ở ngay cái đường kia thì nó cũng chẳng có đường vào nữa rồi. Thế là lên cái ngọn kia ở bây giờ nó lên cái chỗ gọi là cái chỗ ròng nạm kia thì lại có một cái tổ dân quân ở trên này nữa. Thì lại đi vào trong kia là cũng lại cả cái đơn vị dân quân với lại đơn vị bộ đội đóng ở đây nữa, tức là thành bao vây vào hết rồi, nó không có đường mà đi nữa. Đấy là trong cái chiến dịch này thì tôi được tham gia là vấn đề như thế. Tức là anh về còn... là vâng. Lúc trước là nó đi qua rồi. Vâng. Nó đi qua đây và mình... ngày 18 thì lúc ấy thì tôi không chưa về địa phương. Thế ngày 18 thì nó tràn qua đây. Tức là nó từ trong cái khe này ra là nó tràn lên các mỏm đỉnh này hết rồi. Nhưng mà nó lại giạt đi. Đến lần thứ hai thì nó lại bắt đầu tiếp tục là nó quay về lần thứ hai. Lúc ấy là nó rút về. Vâng. Nó rút về, nó đi qua đây. Vâng, thế là... Còn lúc trước là mình đánh và như là lại vâng. Kể đấy. Tức là mình vẫn cứ đánh nhau với nó, nhưng thực vâng, ra vẫn là đánh nó với không nhau. Dừng lại ở đây. Vâng, nó không nó dừng ở đây, đâu, nó vượt. Nó vẫn cứ người đánh nhau, vẫn cứ vâng. Đánh nhau, còn vâng. Cái đoạn đi thì nó vẫn cứ đi. Vâng, còn cái hội này nó đi từ ngoài thành phố vào hay là từ đi từ cái chỗ nào về thì nó... mình lại không rõ, nhưng mà đến khi nó bây rút, giờ mà nó ra các cái địa hình ở đây thì mình có thể chỉ được không, ví dụ như cái chỗ nào nó đến chỗ nào hay như nào thì mình có nhớ không? Nhớ quá đi chứ. Đây chút nữa ra ngoài kia xong rồi bác chỉ vâng. Nhé. Còn gì nữa không bác?
Ở đây thì là tôi được tham chiến là được đến cái mức độ này thôi, chứ còn tướng hàng ngày thì bây giờ cũng chẳng còn phải nhớ được cái đoạn nào nữa. Như trước đấy. Tức là hàng ngày ấy thì 40 năm trước rồi phải không? Thế thì còn về ngày nào nó diễn biến ra làm sao ấy thì bây giờ tôi cũng đang nghĩ bảo là nếu mà có mà nhớ được ấy thì viết lại, hồi ký lại những cái trận chiến ở đây thì cũng hay. Như vậy là trong ngoài cái sự kiện mà mình bắt cái chỗ tù binh ra ấy, thì hàng ngày chiến đấu ấy, thì anh có hàng ngày của mình có chiến đấu không? Có, chính anh chiến đấu, phục vụ chiến đấu vẫn là bảo vệ dân này, rồi là tải đạn này, rồi là tham gia phục vụ chiến đấu này, rồi là đưa cơm, rồi là tiếp đạn. Thế nó sẽ có những cái địa chỉ cụ thể. Có mà. Anh nấu cơm thì lấy cơm ở đâu anh? Khi mình nấu cơm mình đưa cơm cho bộ đội thì cơm thì có một cái chỗ là cái chỗ hậu cứ của dân quân ở đấy, thì toàn bộ là cái khu vực hậu cần ở đấy hết. Đấy là nấu đấy. Vâng, nấu ở đấy. Dân quân tự vệ cơm, đem cơm mang lên cho bộ đội. Sáng dậy ra là phát. Trong là có một cái bộ phận chỉ huy nó ở trong kia mà. Thế ở ngoài này thì giống như là mình giống như các cái tổ chốt ở các hang đá à, thế nào anh? Em chưa tưởng tượng ra được như thế này. Đây này, ví dụ là như cái mỏm này chẳng hạn như thế. Mỏm này thì bây giờ có một cái chốt là thứ nhất là quan sát. Thứ hai nữa là xem có tình hình gì biến động thì là thông báo cho nhau. Mà lúc ấy liên lạc thì toàn đi bộ chứ không phải là có máy móc gì cả. Đấy. Thế là mình... Đừng. Em hiểu là như thế này thì không biết là có đúng không? Tức là dân thì mình đưa vào một cái khu vực. Dân thì sơ tán đi vào cái mạn mé núi bên này hết. Vâng. Cơ bản. Và mình mà... những cái người chiến đấu được ấy. Vâng. Thì là cũng gần như là nghĩ rằng là cái nhiệm vụ của mình là bảo vệ dân ấy. Vâng. Thế cứ thấy địch thì là đánh. Vâng. Thế hàng ngày thì em cũng không hiểu. Ví dụ như nó, như là khi mà ở bên bên Sóc Giang chẳng hạn, thì cái đơn vị bộ đội là người ta chấn giữ ở đấy, và cái bọn nó tràn qua thì họ đánh. Họ tràn qua họ đánh thì họ chặn nó lại. Họ chặn lại thì nó không xuống được bên dưới. Cho đến lúc họ không thể chặn được nữa thì họ rút lùi lại về phía sau. Đại ý là như thế. Vâng. Thế còn ở đây của mình thì em thấy ba bề bốn bên đều là toàn núi hết. Đúng không? Không, mà cả giặc ấy. Vâng. Nó cũng đến theo ba hướng cái khác nhau. Thế thì mình chặn như thế nào, hay mình chỉ tiêu diệt kiểu tiêu hao sinh lực là chính thôi? Bắn được thằng nào là mình bắn, hay là như nào ạ? Trận đầu tiên là ở ngay cái khu vực ở dưới này là chắc có khi các anh này cũng đã kể rồi, bởi ở chỗ là ở dưới này là chiến đấu ngay ở đây thì cũng là một trận cũng khủng khiếp luôn, mà tiêu hao sinh lực ở đây có mấy cái điểm nhá. Một là ở khu vực dưới Đông Trang nhỉ, cái chỗ kia gọi là chỗ Đông Trang. Bản cái. Xong là có cái bản bờ cái hồ. Có tiếng mà. Vâng. Cái bờ hồ Thung Luông. Bờ hồ. Hồ Thung Luông. Xong là còn đồi chè thì ở ngay đây bây giờ nhìn thấy này. Xong là còn ở chỗ khâu vạ này, rồi là cái đỉnh đèo lúc nãy các anh chị đi vào, nếu mà đường đi từ nào vào ấy thì ở đây nó cũng chết nhiều. Tức là mình lúc đấy là những cái trận anh vừa nói ấy, thì là mình phục kích ở đấy và nó đi đến đấy là mình đánh. Đúng không? Đấy. Thế mình đánh đến lúc mà gọi là nghĩa là mình đuối đạn đuối súng thì thôi. nó đi được hay là nó không đi được, em nghĩ là mình không thể tiêu diệt hết nó được. Nó đông như thế. Có phải không các bác? Đúng không anh? Tức là mình bắn mỏi tay đi hết đạn thì thôi, mình không bắn nó mình rút. Phải thế không ạ? Đấy là chiến thuật du kích. Vâng. Đánh vâng. Đến đâu thì là... Chứ không phải là mình cái cố sống cố là... chết mình đánh nó. Vâng. Vâng, đấy tức là ở đây nó có một cái sự khác biệt giữa cái bộ đội chủ lực và dân quân du kích. Thì nếu như mà chúng ta đi theo cái dấu chân của cái đại đội 11 từ cửa khẩu Sóc Sơn thì các bạn sẽ thấy rằng một cái sự quyết liệt dù phải hy sinh giữ từng tấc đất của những người bộ đội chủ lực được giao nhiệm vụ cản đường quân xâm lược thì nó rất khác với những người chiến sĩ nhân dân của chúng ta ở đây. Họ phục kích từng những cái điểm mà địch có thể đi qua
và có thể hết cái cơ số đạn của mình. Đấy là lúc thoát hiện. Khi nào hết cái cơ số đạn của mình thì thoát ẩn, chắc chắn là bọn nó không tìm thấy mình ở đâu. Cho nên là với một cái bắt sống hàng trăm tên địch và tiêu diệt có lẽ cũng nhiều, nhưng mà cái thương vong thì bộ đội chủ lực là thương vong nhiều. Còn dân quân thì như vừa rồi các anh chia sẻ là mình hy sinh mất 4 đúng không nhỉ anh? Vâng. Thế thì có lẽ là với cái Việt Nam mình ấy, nhất là cái miền biên cương này, thì cứ mỗi một cái làng bản nó là một cái pháo đài như thế. Thì tất cả những người muốn bằng cách này hay cách khác xâm lược Việt Nam thì nên tìm hiểu kỹ. Dạ, đúng không anh? Và... rõ ràng rồi, mỗi người dân là một chiến sĩ rồi. Dạ. Bây giờ là như thế. Dạ. Ở đây thì em cũng muốn tìm hiểu thêm là khi như cái lúc đầu mà các anh chia sẻ đấy, là dân thì coi như phải đi chạy sơ tán, không kịp mang được cái gì, mang quần áo chạy núi thôi. Vâng. Thế có nhà thì còn quay về để chôn thóc. Chôn thóc là vì sợ bọn tàu nó lấy mất. Thế thì cái hậu cần của mình như anh nói ấy, thì mình lấy cái lương thực thực phẩm ở đâu anh? Dân góp hết đấy. Dân, vâng, dân góp. Vâng, dân góp. Dân góp. Vâng. Và lúc đấy là nuôi bộ đội luôn. Vâng. Vâng, cái này thì em cũng có nghe. Vâng. Chỗ bộ đội của anh Hồ Tuấn kể đấy là về sau mà dân quân không mang được, tức là họ bị cắt đứt, họ không đưa được cái được cái đồ ăn lên cho bộ đội ấy, thì họ mang ra họ để ở cái chỗ mà họ có thể đi được đến đấy thôi. Vâng. Để ở đấy thì bộ đội mình quá đói đi, tìm về thì thấy cái bịch cơm để ở đấy thì nó mang lên nó còn bị thiêu ướt ra rồi ấy, nhưng mà vẫn gột ra để ăn, gột cái đấy thì ăn cái trong. Vâng. Ở đây em rất là muốn tìm hiểu cái đấy. Thế cái cơm gạo ấy là nhân dân góp. Dân góp. Dân góp và vâng, có lẽ là cũng dân nấu nữa chứ. Vì ở đây thì sau khi giải phóng xong một cái thì ở đây là được cấp trên quan tâm, với lại sau khi chiến đấu ở đây tiêu diệt và bắt sống được như thế thì đây là được chính phủ công nhận cho là phong tặng cho là xã Anh Hùng. Xã Anh Hùng. Mà có một cá nhân anh hùng, tức là anh hùng Trương Hữu Gem, là cũng trong cái giai đoạn là nhân dân mình nhá. Vâng. Vâng, anh có thể kể cái chiến tích của anh hùng đó được không ạ? Trương Hữu Gem. Gem. Vâng, Gem. Ông anh hùng Trương Hữu Gem á? Anh hùng Trương Hữu Gem ở dưới này này, làng dưới này này. Đấy. Ờ, như vậy là ở đây là mình là xã Anh Hùng. Và có một cá nhân anh hùng. Một cá nhân anh hùng. Vâng. Anh Trương. Bây giờ thì các bác ở đây hãy giới thiệu cái cá nhân anh hùng của mình. Khi anh cá nhân anh hùng lúc đấy là ông... Em giới thiệu đi, bác. Em tên là gì? Ồ, tôi là Trương Văn Đón. Lúc ấy tôi đứa vừa đến 14 tuổi thế này đâu. 14 tuổi. Biết. Biết. Lúc đấy là ông bác tôi... Trương Hữu Gem về nghỉ hưu rồi. Nghỉ hưu rồi. Nghỉ hưu rồi. Vâng. Lúc ấy ông về nghỉ 77, sau là 78, 79. Lúc đấy là tàu sang bên thôn Bản Cải ở dưới kia từ Hòa An vào. Xong ấy ông nhé kia cũng sơ tán vào đây, đội văn nghệ ở đây. À, đây. Từ từ nhá. Tức là cái đội tuyên văn ấy vào đây là họ đi sơ tán ấy. Hay là sao? Vào đây văn vào biểu diễn hay vào sơ tán? Vào biểu diễn. Xong một đội tăng gia khác. À, có một đội tăng gia và sau đấy đội tuyên văn cùng vào đây. Cái hồi 78 ấy, lúc một đại đội vũ trang cũng lấy đạn về để ở nhà bác tôi anh hùng kia đấy. Ông Trương Hữu Gem ấy. Đạn cối này, đại liên này. Nhưng mà bác Trương Hữu Gem biết dùng không? Xong huy động dân quân vác xuống ruộng giấu sau đêm tối sau ra cùng dân quân thành nhiệt ra bốc vào sáng hôm sau đánh một trận ác liệt chứ. Kể đi. Thế sau lúc đấy là bố tôi này, ông chú này, lúc đấy bạc chí nữa này. À, ba ông kia ông hoàng to nữa này, lúc ấy mấy ông thì gan dạ lắm, đi trên trường về rồi. Lúc ấy bố tôi không đi bộ đội đâu,
nhưng mà dân quân đánh ở dưới đùi chè kia, khâu vạ kia, lúc đấy kết hợp với quân ông chi nữa. Tức là mình chủ động đến một cái chỗ phục ở đấy. Phục ở đấy. Phục ở đấy xong bọn nó đến thì mình đánh. Thế. Rồi đánh 2-3 ngày ở dưới kia, giặc bị chết nhiều. Sau nó là nó quay về nó chết nhiều, một số nó vứt xuống cái ao hồ kia tương đối nhiều. Thế là bác Gem là chỉ huy cái chỗ đấy đấy, tập hợp mấy cái anh em của mình như thế, cùng dân quân kết hợp, cùng kết hợp lại công an vũ trang nữa. Nhưng mà nếu mà có công an vũ trang thì công an vũ trang người ta phải chỉ huy chứ. Ừ, cùng kết hợp với nhau cơ mà. À, cùng kết hợp với đấy, nhau. Cùng quân ông chi nữa, đánh ngay đùi chè cốc phát kia thì cũng tương đối 2-3 ngày. Lúc đấy là em ở đâu? Lúc đấy tôi chui vào trong hang ở núi bên kia thôi. Về nghe kể thôi hả? Nghe bố mẹ. Lúc đấy 14 tuổi không biết rồi. Thế ngồi trên hang thì có nhìn được xuống này, chỗ này đánh nhau không? Cũng xem nó đánh nhau nhưng mình không thấy đâu. Lúc đấy đùi chọc nhưng mà không dám ra. Dám ra hả? Ừ, thế. Rồi, xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, vâng, câu chuyện của những người mà người dân địa phương ở một cái vùng mà tôi nghĩ rằng là nếu đi du lịch thì cũng khó lòng vào được đến đây lắm. Con đường nó cũng khá ngoằn ngoèo. Và cũng rất may mắn là bây giờ cái phong trào nông thôn mới đã cho chúng ta những con đường về những vùng rất xa và rất sâu. Nhưng mà đều là đường bê tông rất đẹp, đến tận từng nhà. Và đến tận đây thì chúng ta đã được nghe câu chuyện của những người dân chiến đấu để giữ quê hương mình. Và dù là xa xôi như vậy nhưng vẫn có bóng dáng của những người chiến sĩ công an nhân dân, những người bộ đội chủ lực. Nhưng đầu tiên phải là những người dân tại nơi này đối mặt với kẻ thù. Và tôi rất hy vọng là câu chuyện của chúng tôi hôm nay sẽ đem đến với các bạn khơi dậy một cái nguồn cảm hứng của những người Việt Nam yêu nước. Và từ một tấm ảnh và đến với những câu chuyện nó cũng có những cái khoảng cách. Nhưng mà ở đây thì tôi thấy thật sự là mình đã không hề thất vọng khi tìm về đến nơi này. Và có lẽ rằng cũng như tôi thì quý vị và các bạn cũng dành cho bà con ở nơi đây một cái tình cảm mà rất là chân quý, một cái sự hồn nhiên, chân thực và một cái bản làng cũng rất là đẹp. Và chúng tôi sẽ giới thiệu hình ảnh của bản làng. Và xin cảm ơn các bác, các em. Vâng. Bác. Xong hai. Đẹp. Ông chủ nhà. Nó ở trên mỏm ấy. Chính xác luôn. Nó ở trên đỉnh ấy. Đến lúc là gọi xuống thì nó xuống theo cái. Ôi thôi, nó trèo kiểu gì mà nó trèo lên được đấy. Thế. Phía đằng kia cũng cao thế à? Thế, bảo thế nó đi từ đâu nó đến đấy? Nó đi từ trên này xuống. Nó đi từ đường xuống. Thế nổi leo núi cũng giỏi đấy chứ. Kinh nhở, kinh nhở. Hướng này là đi thông đốc này nó đỉnh nhưng mà đấy là có một cái mình phục ở đấy. Thế là nó không ấy được thì mới trèo lên cái núi kia. Đấy. Trước nó còn cả đi sau là mà mình hữu hảo với cái. Nghe đi, nghe tai xem, lắp tai vào đi. Sau mình là hữu hảo với Trung Quốc là bắt đầu mình mới đập những cái bia đi. À, cái bia nó tên là gì? Bia nó là đấy là bắt được 100 ghi bia luôn ở đây ghi à? Bia luôn mà. Thế sẽ bắt người đáp. Sau mình đập đi. Dạ. Sau là hữu hảo với nhau thì thôi. Là thế thôi, tha. Thì con. Đúng rồi, đôi đó hướng lấy chuột. Thôi đây, đứng lại đây. Cái cột này, cái 104 đây. Chính là cái... Chính xác là cái mỏm nặng mỏm này. Cái bên ngoài ấy, chính xác. Cao bên ngoài ấy. Cái núi ở đây. Vâng. 104 là nó ở trên đỉnh. Nhưng mà nó lên tận đỉnh ấy cơ à? Lên tận đỉnh, sau mới... Ông đi theo cái thung kia ông lên. Đúng rồi. Một cái khe đấy ông bỏ lên. Đấy, ông lên tận nơi ông bắn luôn. Lên tận nơi bắn luôn. Xong mày xuống nó bắt đầu nó nhảy xuống nó bầm mà. Thưa quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái đỉnh núi cao như thế kia. Thế mà mình bắt. Họ thì nói rằng đấy là hàng binh nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng đó là tù binh. Bởi vì nếu như mà không có một cái người dân quân nhỉ, bác ấy là người dân quân, bác làm.
vì cái một cái sự tàn sát đối với con trai của mình mà ông ấy rất là theo dùng từ lúc nãy mấy bạn dùng thì bác gọi là bức xúc, tức là ông ấy lên tận nơi và ông ấy bắn, tôi không biết là bắn có chế đài không ạ? Ông ấy lúc bắn không chế nào, tức là thể hiện ý chí đấy. Thì khi đấy là họ mới đầu hàng chứ không phải, vâng, chứ không phải là họ tự xuống đâu ạ. Mặc dù là các bác vẫn phân biệt cho đó là hàng binh, nhưng tôi vẫn nghĩ là tù binh. Vâng. Các bạn nhìn cái đỉnh cao ấy, ý chí leo được lên đến đấy mà. Lên đấy chắc không có nước nhỉ? Nó khát nước, không gì ấy gì. Để lúc nó xuống thì lên. Còn thế còn một cái bên phía bên này thì còn cái trận nào nữa hả? Trận nào? Cũng có cái núi 15 vị thì ở bên kia. Cái núi bên kia thôi. Bên kia. Núi bên kia đi ra đây có nhìn thấy không? Không. Cũng không thấy á. Đi xuống. Thế là xung quanh của chúng tôi là núi, mình ở một cái thung lũng, mà nhưng cái thung lũng ở đây ở Cao Bằng cái thung lũng rất là lạ. Nó phẳng luôn như này, chứ nó không phải lòng chảo như này ạ. Nó bằng như này, nó không phải tự nhiên các cụ gọi là Cao Bằng, tôi nghĩ là như thế. Anh có thấy không? Nó phẳng lừ ấy. Nhỉ? Vâng, mà thung lũng nào cũng thế cả, với những cái cây hướng này là hướng đi thông đông đấy. Cái khe kia là thông đông. Thế ngày xưa nó có đường không ạ? Không, vẫn cái đường mòn mà. À, đường mòn thôi. Dân mình là vẫn đi được. Dân mình đi sang thông đông. Vâng, nó tràn hôm đầu tiên là bắt đầu nó tràn xuống đây rồi mà. Thế là một cánh là đi theo cái suối này này, một cánh đi qua đây này. Vâng. Thì lúc đấy là dân mình dạt lên núi, dân quân cái đi đòm thôi. Còn coi như kệ thì nó đi. Cho nó đi. Thế xong còn một cái lối nữa là lối nào cũng nãy nói có ba hướng vào cơ. Ba hướng vào đấy, một lối bắc hợp này. Là bên này. Thì cũng về đây đường này. Cũng về đây. Vâng. Xong rồi cũng đi xuôi xuống đây. Đúng rồi. Đây là đi đâu ấy? Đây là đi đâu? Đúng rồi, đi hướng Điều Hoán. Đi đâu ạ? Điều Hoán. Thế còn một cánh nữa thì nó từ đâu ạ? Có ba cánh. Một cánh nữa kia. Đây là một người này. Một trên đây là hai. Rồi là qua bên khe bên trong kia một cánh nữa. Thì nó có ra đây không? Không, khe bên kia là nó. Tức là nó cũng sẽ ra cái đường như thế này nhưng phía dưới. Vâng. Thế mình đánh nhau cả với ba hướng đấy à, hay là ba cánh, hay chỉ đánh cái cánh này thôi? Giáp mặt thì là cái cánh này này. Chỉ mỗi cái cánh này thôi. Cánh này với cánh kia. Hai cánh. Tức là mình cũng chơi được hai cánh. Ờ, cánh kia thì là nó đi qua cái đường bên trên này. Dạ. Đường bên trên là đằng sau cây này. Cái ngày đấy, cái bản này của mình này, thì là có bao nhiêu hộ anh? Vẫn là 40 hộ này. 40 hộ? Vâng. 40 hộ thì có bao nhiêu đâu nhỉ? Vâng. Thế mà dám đánh nhau với nó? Không, lúc đấy thì cũng cao bộ đội rồi thì cũng có thì có bộ đội. Vâng. Nếu giả sử không có bộ đội thì có, giả sử không có bộ đội các bác có dám đánh nhau? Lúc đấy à, ông này lúc đấy còn bé mà. Không bé đâu. À, không bé. Cũng đi tải đạn rồi, nó đi đi tải đạn rồi, tải đạn rồi cũng vẫn là phục vụ chiến đấu. Phục vụ chiến đấu rồi. Phục vụ chiến đấu. Vâng. Đấy cũng đi phục vụ chiến đấu rồi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là cùng với Hải Yến thì chúng ta đang có mặt tại xóm này, bây giờ thì nó tên là Đông Sơn. Nhưng mà còn trước đây thì không phải là Đông Sơn, mà trước đây nó có một cái tên mà nó, tôi nghĩ rằng nó phù hợp hơn. Đấy chính là cái tên Bắc Phai. Vâng. Theo quan sát của Hải Yến thì đây là một cái thung lũng khá đẹp, xung quanh là núi. Và núi ở Cao Bằng thì nó, cái độ dốc của nó rất lớn. Mặc dù cái đỉnh thì không nhọn nhưng mà cái độ dốc thì rất lớn. Và những cái thung lũng thì rất là bằng phẳng. Ở mỗi những cái thung lũng như thế này thì là một cái bản làng xinh đẹp. Ngay ở phía trước mặt của chúng ta thì tôi nghĩ rằng đó là những cái công trình công cộng, có thể là trường học hoặc là cái đơn vị bộ đội nào đó chẳng hạn. Và các bạn nhìn thấy những cái núi của Cao Bằng này, đây nó như thế này, tức là cái chân của nó thì nhỏ nhưng mà nó cao lên. Và ngay trước mặt thì các bạn thể nhìn thấy cái nhà sàn kiểu mới đấy, bởi vì mái của nó là bằng mái của nó là lợp tôn mà. Và đây, cứ thoảng hoặc thì lại có một cái nhà sàn và cái cảnh thì rất là đẹp. Tôi nghĩ rằng là ai nhìn thấy thì cũng mê hết thôi. Và đến xa xa kia thì núi lại tiếp núi rồi. Tức là cứ từng những cái nhóm núi nó tạo thành một cái thung lũng. Nó tạo thành một cái thung lũng và chính cái thung lũng đấy là nó trở thành một cái bản làng. Và phía trước mặt của chúng ta thì đó là các cựu chiến binh.
Trong câu chuyện hôm nay của những người dân ở bản này thì tôi thấy có một điều đặc biệt mà tôi rất là chú ý, đó chính là những người bảo vệ làng bản có nguồn gốc là những cựu chiến binh. Khi họ về rồi, có người thì là chiến binh từ thời đánh Pháp. Và câu chuyện của những người bà con của chúng ta nói tiếng Kinh còn chưa sõi thì tôi rất là mong các bạn theo dõi để có thể hiểu hơn được câu chuyện của họ. Đây là một cái nhà sàn. Lúc nãy mình đến thì họ không có nhà. Vâng, bây giờ thì Winwin Việt Nam xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.